Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chúng ta đang quay trở lại cùng với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì cái tên được nhắc đến trong video lần này đó chính là chiếc đồng hồ Panerai Radio Me 10 Days GMT Automatic Oro Rosso 45mm. Hãy cùng chờ xem là nó có gì đặc biệt nhé. Panerai như một cá thể dị biệt trong thế giới đồng hồ. Hoặc là bạn thích họ, hoặc là bạn ghét họ. Thật vậy, bởi thiết kế của Panerai quá khác biệt so với tiêu chuẩn chung và điều này thì khiến cho nhiều người không thích. Tuy nhiên, với một số người thì cái chất riêng này lại chính là thứ mà họ theo đuổi. Và mẫu đồng hồ ngày hôm nay là một ví dụ điển hình cho việc đó. Điều đầu tiên khiến cho Panerai không được quá nhiều người quan tâm nằm ở kích thước. Những chiếc đồng hồ của hãng chưa bao giờ nhỏ, thường có đường kính từ 42mm trở lên. Và với chiếc Panerai Radio Me ngày hôm nay, có đường kính được đẩy lên tới 45mm, khiến cho nhiều người có cổ tay bé thì phải nâng lên đặt xuống khá là nhiều lần. Tuy nhiên thì chính kích thước này mới làm nên sự khác biệt của Panerai. Với những người yêu thích Panerai thì họ hiểu được nguồn gốc của thiết kế này và vô cùng trân trọng nó. Tóm lại, kích thước lớn vừa là nhược điểm nhưng cũng là sự độc đáo của Panerai. Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu về lịch sử của chiếc Panerai Radio Me. Với phiên bản đầu tiên của dòng đồng hồ này ra đời vào khoảng Thế chiến thứ 2, được sử dụng bởi Hải quân Ý. Tiền thân của Radio Me là một chiếc đồng hồ thợ lặn với kích thước lớn, mặt số được quét radium, một chất phản quang, hiệu quả, nhưng đồng thời cũng là một chất phóng xạ mạnh và gây ra nhiều bệnh nan y. Radium cũng là nguồn gốc cho cái tên Radio Me sau này. Tại thời điểm hiện tại thì không còn ai sử dụng radium làm chất phát quang trên đồng hồ nữa, đơn giản vì nó quá nguy hiểm. Tuy nhiên vào thời điểm thế chiến thì sự nguy hiểm của radium thật sự là không thể so sánh với súng đạn và bom mìn. Để sử dụng được nhiều chất phản quang hơn, Panerai đã thiết kế mặt số 2 lớp với lớp dưới phủ đầy radium, còn lớp trên được cắt một số vị trí để lộ ra phần radium bên dưới. Đây là một thiết kế đặc biệt của dòng Radio Me và vẫn được sử dụng cho tới ngày nay. Mẫu đồng hồ ngày hôm nay vẫn giữ nguyên những thiết kế truyền thống của dòng Radio Me, nhưng tất nhiên là sẽ được trang bị những công cụ tân tiến hơn để phù hợp với thời đại mới. Chúng ta vẫn có bộ vỏ dáng cushion được bo góc quen thuộc, nhưng được chế tác bằng vàng hồng quý giá hơn rất nhiều so với những phiên bản thép truyền thống. Phần càng nối dây được thiết kế khá giống với những chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên, vốn chỉ là đồng hồ bỏ túi và được hàn thêm hai quai nhỏ để luồn dây đeo. Chính phong cách vintage này cũng đã làm cho chiếc đồng hồ trở nên đặc biệt hơn, một điểm cũ nhưng cũng rất mới. Bộ khóa gập của mẫu đồng hồ Panerai Radio Me 10 Days GMT Automatic ngày hôm nay được chế tác bằng vàng hồng 18K nguyên khối. Thiết kế này rất chắc chắn và cũng thật sự tiện dụng dành cho những người ngại thao tác. Và đương nhiên, khóa gập sẽ khó chế tác hơn và cần nhiều nguyên liệu hơn so với khóa cài truyền thống. Như đã phân tích ở trên thì mặt số là một trong những chi tiết đặc biệt nhất của dòng Radio Me và đặc biệt là trong điều kiện thiếu ánh sáng. Trong bóng tối thì mặt số của mẫu đồng hồ này thậm chí là còn nổi bật hơn những lúc được chiếu sáng đầy đủ. Nổi bật nhất có lẽ là hai cọc số 12 và 6 được cắt gọt kỹ lưỡng, lộ ra phần bên dưới được phủ đầy chất phát quang Superluminova, không phải là radium, một chất phóng xạ quá nguy hiểm. Với điều kiện đủ sáng, hai cọc số 12 và 6 sẽ tạm nhường sự chú ý cho 9 cọc số còn lại, được chế tác thủ công bằng vàng hồng nguyên khối. Với thiết kế nổi, những cọc số này tạo nên chiều sâu cho mặt số, đồng thời cũng là những điểm bắt sáng hoàn hảo giúp tạo nên những bức ảnh đẹp. Toàn bộ 6 chiếc kim trên mặt số, tính cả kim xăng, đều được phủ chất phản quang, giúp cho thiết kế trở nên bừng sáng. Đúng với cái tên Panerai Radio Me 10 Days GMT, chiếc đồng hồ này có hai tính năng nổi bật, đó là kim GMT chỉ múi giờ thứ hai và thời lượng cót lên tới 10 ngày, đặc biệt là hiếm với một chiếc đồng hồ tự động. Trên thực tế, đồng hồ tự động có thể được lên dây cót liên tục và không cần có thời lượng cót quá cao. Vì vậy mà những chiếc đồng hồ như chiếc Panerai Radio Me này không xuất hiện quá nhiều. Ngoài mẫu đồng hồ này, chúng ta chỉ còn một số cái tên nổi bật ví dụ như là IWC Portugesi Automatic IW500710 chẳng hạn. Và để thực hiện được điều đó, Panerai đã sử dụng bộ máy P2003, bộ máy tự động đầu tiên của Panerai được thiết kế và sản xuất nội bộ hoàn toàn tại nhà máy. Bộ máy này sử dụng cơ chế chữ cót khá là đặc biệt với 3 hộp cót, 2 hộp cót chồng lên nhau và 1 hộp cót còn lại được kết nối qua hệ thống bánh răng. Hộp cót này cũng có trách nhiệm hiển thị thời lượng cót trên mặt số đồng hồ. Caliber P2003 được lắp ráp từ 296 linh kiện với 25 chân kính, độ dày khoảng 8mm. Bộ máy này thừa hưởng tất cả những đặc điểm của dòng P2000 với tần số 28.800,
tính năng GMT, lịch ngày, kim dây chuyển về không ngay lập tức khi rút núm vặn, vân vân. Thế nhưng có điểm khác biệt nằm ở thời lượng cót lớn. Và điểm duy nhất khiến cho tôi không hài lòng, hơi băn khoăn một chút về bộ máy này nằm ở roto. Chi tiết này không có màu vàng, tạo độ tương phản với những phần khác của bộ máy và trùng với bộ vỏ. Và cuối cùng, để tổng hợp lại thì chúng ta có thể nói rằng chiếc Panerai Radio Me 10 Days GMT Automatic Oro Rosso 45mm là một mẫu đồng hồ hoàn hảo, đúng với truyền thống của thương hiệu, kèm thêm một vài nét đột phá về công nghệ. Giống với những chiếc Panerai khác thì mẫu đồng hồ này sẽ chỉ thật sự hấp dẫn với những người ưa thích đồng hồ cỡ lớn và có tìm hiểu về thương hiệu đặc biệt đến từ Ý này. Còn không biết là ý kiến của các bạn khán giả đang theo dõi video này thì sao? Hãy để lại bình luận ở phần bên dưới nhé! Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo của Gia Bảo Luxury. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!